Trầm Hương, Quynh đang ở đâu vậy? Thật ra Quynh có bái Tôn Ngộ Không làm sư không? Ông ta là kẻ thù của muội. Tôi mãi mãi cũng sẽ không quên, bởi vì tôi hận cổ. Suốt đời này tôi không muốn nhìn thấy cổ nữa. Trầm Hương, muội cầu xin Quynh đừng dày vò muội nữa. Tiếng Hồng, muội ra đi. Tại sao muội phải gạt Quynh? Muội nói rõ với Quynh đi. Trầm Hương, muội cầu xin Quynh đừng nói nữa. Đừng nói nữa, muội cầu xin Quynh. Muội không có cố ý đâu. Muội biết muội có lỗi với Quynh, muội cũng không còn cách nào. Muội thật sự không còn cách nào. Nếu không trộm lăng tâm thì lão sẽ chết. Muội cầu xin Quynh đừng dày vò muội nữa. Tôn Ngộ Không, ông quá độc ác. Tôi không tin trái tim của ông thực sự còn lạnh hơn cả băng tuyết. Đứng lại. Ngoài sân thánh địa người ngoài không được vào. Người ngoài không cho vào? Mấy người biết tôi là ai không? Người có là Thiên Dương lão tử cũng không được vào. Hả? Vậy cũng phải coi là Thiên Dương lão tử nào chứ. Hãy đi hỏi Nhị Lang Thần có cho tôi vào hay không. Người to gan dám gọi thẳng tôn hiệu chân quân. Được, vậy tôi sẽ không gọi là Nhị Lang Thần. Ông đi hỏi Dương Tiễn, nói là Đinh Hương muốn gặp Tam Thánh Mẫu. Thật ra ngươi là ai? Sao chuyện gì ngươi cũng biết vậy? Tôi là ai hả? Ông không xứng đáng để biết. Ngươi không nói thì đừng hòng vào đó. Xem ra tôi không cho mấy người một bài học. Thì mấy người không biết lợi hại của bổn tiểu thư tôi. Tôi nói cho mấy ông biết, nếu không phải sợ phạm thiên điều, tôi đánh cho mấy ông phải lượm răng khắp nơi. Nè, mấy người đi theo tôi làm gì? Đưa người xuống núi. Tôi nhớ mặt các người đó. Sao cô lại đến đây? Bởi vì tôi muốn cứu bà ra ngoài. Cứu ta ra ngoài. Tại sao? Tôi lấy cắp đồ của người khác. Suốt đời này Quynh ấy không muốn nhìn thấy tôi nữa. Tôi không biết phải làm sao cho tốt. Vì sao cô không đi nói với người đó? Tôi sợ sau khi Quynh ấy biết thì sẽ không tha thứ cho tôi nữa. Nhưng cuối cùng Quynh ấy cũng biết. Hơn nữa gì đó đã hại chết dì tứ của Quynh ấy. Ai? Có phải là Tứ công chúa không? Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Là ai đã giết cổ? Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần, tử công chúa. Tôi rất muốn quên đi Quynh ấy, nhưng lại không thể quên được. Quynh ấy lúc nào cũng ở trong lòng tôi, lúc nào cũng nói với tôi những lời mà Quynh ấy đã từng nói. Tôi không chịu đựng nổi, tôi sắp điên mất rồi. Chỉ có cách cứu bà ra ngoài tôi mới không điên nữa. Cô không cần cứu ta, cô chỉ cần thật lòng hối cải. Sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ tha thứ cho cô. Cho dù Quynh ấy có thể tha thứ cho tôi, nhưng vẫn còn một chuyện khác Quynh ấy nhất định sẽ không tha thứ cho tôi. Là chuyện gì? Sư phụ mà Quynh ấy muốn bái là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Sớm muộn gì tôi cũng giết ông ta, trả thù cha mẹ tôi. Cô không thể gạt bỏ thù hận của mình sao? Tôi cũng biết, điều tôi có thể làm chính là cứu bà ra ngoài. Ta sẽ không theo cô ra ngoài. Tại sao chứ? Không lẽ bà cũng không bằng lòng tha thứ cho tôi? Không. Ta bị nhốt ở đây đã 16 năm. Trước giờ chỉ có nghĩ một vấn đề: ta đã làm sai ở điểm nào? Kết quả mà ta nghĩ ra được chính là ta không có sai. Vậy bà càng phải rời khỏi chỗ này. Nếu như ta rời khỏi chỗ này, khác nào nói rõ là ta đã sai. Cho nên ta nhất định phải ở lại đây. Vậy tại sao bà muốn Trầm Hương đi học tài nghệ để cứu bà? Ta làm như vậy chỉ là muốn cho nó có một mục tiêu. Có mục tiêu này rồi, nó mới có thể học được nhiều tài nghệ, mới có khả năng tồn tại trong tam giới này. Là một người mẹ, ta hy vọng nó có thể bình an vui vẻ sống trên đời. Cô nương, vấn đề bây giờ của cô không phải là nó có tha thứ cho cô hay không, mà là cô có thể gạt bỏ thù hận của mình không? Gạt bỏ thù hận? Vì trả thù, chúng tôi đã bỏ ra quá nhiều rồi. Tôi không biết phải làm sao mới tốt. Cô phải nhớ kỹ một điều, chính là cuộc đời của một con người do chính bản thân họ nắm bắt. Tất cả mọi thứ đều phải coi bản thân cô làm thế nào. Có thể lựa chọn thật sao? Đúng vậy. Cô nhìn ta, hiện giờ thân trong lao ngục, chuyện gì cũng không làm được. Giống như là đã mất đi quyền được lựa chọn. Nhưng đây chính là sự lựa chọn của ta. Vì người trong lòng của ta mà đưa ra sự lựa chọn này. Bà thật sự không muốn rời khỏi đây sao? Chỉ cần ta ở đây thì ta có thể mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở thiên đình, trong thiên điều có một sai lầm như vậy. Nếu như ta rời khỏi đây thì họ sẽ cho rằng thiên điều là đúng, thì họ sẽ tiếp tục phạm lỗi lầm của họ. Đến chừng đó thì sẽ càng có nhiều người gặp phải sự bất hạnh giống như ta. Vậy tôi có thể ở lại đây với bà được không? Cô ở đây sẽ rất nguy hiểm. Nhị Lang Thần sẽ đến đi bất cứ lúc nào. Tôi không sợ. Tôi muốn ở đây chăm sóc bà giúp Quynh ấy. Còn nữa, trong lúc tôi đau khổ hoang mang, có thể giải bày tâm sự với bà. Tôi cầu xin bà, bà đừng đuổi tôi đi có được không? Tôi ở trên đời này, ngoài kẻ thù và người từng bị tôi làm tổn thương, một người thân và bằng hữu tôi cũng không có. Làm sai gì hả? Không có. Không làm sai mà ngươi quỳ ở đây làm cái gì? Không có liên quan tới ông. Ngươi quỳ ở đây đã bao lâu rồi? 1 năm lẻ 2 canh giờ. 1 năm lẻ 2 canh giờ, ngươi tính chính xác vậy sao? Chỉ có chút chuyện mà cũng nhớ không rõ sao? Hey, theo ta nghĩ ngươi nhất định là kẻ đần độn rồi. Ông mới đần độn đó. Tại sao ngươi không né? Dù sao cũng không né được. Ngươi đánh lén ta. Pháp lực của tôi hình như đã tăng cường rồi. Ngươi quỳ ở đây đã 1 năm. Nóng thì vận dụng pháp lực tránh nóng, còn lạnh thì dùng pháp lực chống lạnh, đói thì dùng pháp lực chống đói. Sao mà không tăng cường chứ? Ông là ai vậy? Ta hả? Ta là thợ săn. Thợ săn hả? Ta nói cho người nghe bí mật này. Bí mật gì? Vừa rồi khi ta đánh ngươi, trong lòng rất thoải mái. Ngươi nhìn ta làm gì? Không phục à? Hình cái né nè, né nè, chùa né nè. Vui quá, người có né nổi không hả? Thân hình ngươi rất dụng về, tay chân lại chậm chạp, đầu óc lại rất ngu, không có chiêu thức cuộc kế sách nữa. Ông đánh thì đánh, sao lẩm nhẩm hoài vậy? Hả? Anh này, người quen biết ta sao? Ai quen với ông? Vì sao ngươi lại biết tên của ta là Lắm Nhảm? Tôi... Hey, ta thấy ngươi cứ lẩm ba lẩm bẩm. Có phải là ngươi tên Lẩm Bẩm hay không? Phải rồi, tôi tên Lẩm Bẩm. Tên Lẩm Bẩm hay đó, tên Lẩm Bẩm rất hay. Ta cho ngươi lẩm bẩm, cho ngươi lẩm bẩm nè. Lẩm bẩm nè. Còn đánh nữa. Ông đánh tôi cả tháng rồi, chừng nào mới thôi đi, bực mình quá. Để lúc ngươi có thể đánh lại ta thì ta sẽ không đánh ngươi nữa. Có giỏi đừng chạy. Nếu ta không chạy thì bị ngươi đánh trúng rồi. Có bản lãnh thì ngươi đứng dậy đánh ta đi. Tôi quỳ ở đây 1 năm, chân và đất đã bám chặt với nhau rồi. Để ta coi. Tới đây, có bản lãnh thì đuổi cho ta. Có bản lãnh thì đừng chạy. Giống tốt như vậy mà bị quỷ trong tay Trư Bát Giới. Ông nói gì chứ? Ông ta đâu có nói gì đâu. Đuổi kịp ta mới là có bản lãnh. Đứng lại, Lắm Nhảm. Ngươi sẽ không đuổi kịp đâu, Lắm Nhảm. Đi lên. Lắm Nhảm, Lắm Nhảm. Lắm Nhảm. cân đẩu dân. Cao quá. Là cái gì vậy? Chắc chắn là chim rồi. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân đã về rồi. Chủ nhân đã về rồi. Nè 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 nè, đây rồi, uống đi, uống đi, uống đi, uống đi, uống đi, uống đi. Uống tiếp, uống tiếp, uống, uống. Thật không ngờ Hào Thiên Quyển ta cũng trên hung nổi này. Hả? Đã rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, không ngờ phải không? Hả? Chủ nhân giải quyết cũng không công bằng đó. Hả? Hào Thiên Quyển này đã theo chủ nhân mấy ngàn năm nay, không có công lao cũng có khổ lao. Hả? Sao chủ nhân có thể đối xử thuộc hạ như vậy? Hả? Trầm Hương, Tôn hầu tử, ta chính là bị hai người hại đó, nên ta mới ra nông nổi này. Ta không trả thù này, ta mà không trả thù này, ta không làm cho ta. Ai ai là ai? Ai vậy? Ai? Người cũng ức hiếp ta, cây đèn bỏ đi nhưng người cũng ức hiếp ta, cũng là ngươi gây ra, cũng ta chủ nhân đừng mà, chủ nhân thật sự nhẫn tâm vậy sao chủ nhân? Tôi cả cầu xin người đó chủ nhân. Nhị gia, Hào Thiên Quyển theo nhị gia đã mấy ngàn năm nay, hơn nữa bảo liên đăng đó cũng không còn tác dụng gì. Nhị gia tha cho hắn một lần đi. Chủ nhân à, đừng thu lại pháp lực của thuộc hạ, xuống dưới trần gian thuộc hạ sẽ không sống nổi đâu chủ nhân à. Thuộc hạ xin người đó. Hào Thiên Quyển. Chó đầu chạy tới vậy, cứu đi. Trời ơi tiểu thư, còn sớm thì cô đã về rồi sao? Con đi cả ngày trời mà cũng không gặp một chuyện nào gây chướng mắt hết á. Tôi không tin, tôi đi với cô lần nữa coi, nhất định là có chuyện gây chướng mắt đó. Đi. Trời ơi, bỏ đi, con cũng mệt rồi. Trời ơi, tiểu thư cô không thể mệt, cô mà mệt rồi thì những người chịu ấm ức đó không biết tìm ai để đòi lại công bằng cho mình. Tôi đi với cô lần nữa coi nha, đi mà. Nè. Kỳ lạ thật. Trước đây bá đâu có như vậy. Tôi nói cho ông biết, Đinh Hương nhà tôi thật sự không có bản lãnh lớn như vậy, không thể xen vào chuyện ở bên đó của ông. Tôi cầu xin bà cho tôi gặp Đinh Hương tiểu thư một lần đi. Tiểu thư à? Là ai vậy? Không có gì, không có gì. Đừng làm đỡ chuyện của chúng ta, đi mau, đi mau. Nè. Tiểu thư à, tôi tiểu cầu thư. Xin bà giúp đỡ chúng tiểu tôi. Tôi chính là Đinh Hương, tìm tôi có chuyện gì? Đinh Nữ Hiệp, xin làm chủ cho bá tánh Tần Linh chúng tôi. Xin đứng lên, đứng lên, đứng lên. Ông có chuyện gì cứ nói đi. Ở vùng Tần Linh chúng tôi gần đây xuất hiện một yêu tăng chuyên hút não tủy của mấy bé sơ sinh. Ở vùng Tần Linh có hơn 100 đứa bé đã chết rồi. Đợi tôi một chút, tôi thu xếp đồ đạc theo ông trừ yêu. Tiểu thư Đinh Hương à, còn không thể đi. Phải rồi, sao ông biết tôi vậy? Có một thương khách buôn bán ở chỗ chúng tôi nói đó. Nói Đinh Hương tiểu thư là đệ tử của Thiên Bồng Nguyên Soái Trư Bát Giới, pháp lực vô biên, đi mây về gió trảm yêu trừ ma, không có gì mà không được. Không được đi đâu hết. Mẹ à, ở Tần Linh có hơn 100 đứa bé chết rồi, con đến trễ một ngày thì có thể mấy đứa bé mất mạng đó. Chỉ dựa vào tài cá nhỏ mọn này của con, người còn không trừ được, trừ yêu cái gì chứ? Nhưng con là đệ tử của Thiên Bồng Nguyên Soái mà. Trời ơi, con theo Trừ Bát Giới học có vài tháng thôi. Định An. Dạ phu nhân. Hãy nhốt Đinh Hương ở trong phòng cho ta. Không có lệnh của ta, không ai được mở cửa ra. Dạ. Không thể nào, kiếm người phàm sẽ có thể xuyên qua người ta được. Người là người phàm, nhưng kiếm không phải là kiếm phàm đâu. Người có biết ta là ai không? Ta biết chứ. Yêu tăng truyền hút não tủy của trẻ nhỏ. Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Sợ gì mà sợ. Yêu quái khó coi hơn người ta đã gặp nhiều rồi. Khó coi? Ta khó coi sao? Bộ ngươi chưa từng soi gương sao? Cho ngươi mượn cái gương coi nè. Đó. Đâu có khó coi đâu. Ngươi sao ngươi không chết? Kiếm của ngươi tuy không phải là kiếm phạm, nhưng ngươi không có pháp lực nên không thể giết được ta. Ta nói cho ngươi biết nha, ta chính là đệ tử của Thiên Bồng Nguyên Soái, Tịnh Đàn Sứ Giả, Ngộ Nam Pháp Sư Trư Bát Giới. Đinh Hương là ta. Ngươi là đệ tử của Trư Bát Giới, vậy ta là tổ sư gia của Như Lai Phật Tổ đó. Qua Sơn Nữ Yêu tại đây. Tiên cô tha mạng, tiên cô tha mạng, tiên cô tha mạng. Qua Sơn Nữ Yêu, tiên cô tha mạng, tiên cô, tiên cô, tiên cô. Giết hắn đi. Cô không giết hắn thì hắn sẽ tiếp tục hút não tủy của trẻ con đó. Tiên cô tha mạng, tiên cô tha mạng. Ta tha cho ngươi, ngươi sẽ tiếp tục tàn sát sinh linh. Tiên cô à, chỉ cần tiên cô tha mạng cho tôi nhất định cải tạo quy chánh, tạo phúc cho bá tánh, sẽ không dám làm sàng làm bậy nữa, không dám nữa đâu. Không dám. Được, ngươi thề đi. Tôi thề, tôi thề. Nếu tôi không cải tạo quy chánh thì bắt tôi chết với kiếm của tiên cô đi. Ngươi đi đi. Tạ ơn tiên cô, tạ ơn tiên cô, tạ ơn tiên cô. Nè, Qua Sơn Nữ Yêu. Tôi cũng ở Qua Sơn. Đây là đồng hương, cô tiễn tôi một đoạn đi. Mua đi, mua đi, mua đi, mua đi, mua đi. Muốn ra tay nghĩa hiệp cũng khó khăn quá. Qua Sơn có thật là thấy bình vậy không? Mua đi, mua đi, mua đi. Chết đi, chết đi, cái đi, chết đi, đánh đi, chết đi. Đánh nó đi con chó, đánh nó đi. Không được ức hiếp chó. Ăn đi, mau ăn đi. Chó nhà ai vậy? Sao thê thảm quá? Tại sao vừa rồi ngươi sợ ta quá vậy? Ngươi coi, cái này là ta mua cho ngươi ăn đó. Ăn đi. Tội nghiệp quá. Có phải là ngươi bị chủ bỏ không? Nếu không bị người ta ức hiếp mà không có ai giúp ngươi. Nè, nếu cả nhà ngươi cũng không có thì đi theo ta đi. Ít ra cũng không bị ức hiếp nữa, chịu không? Vào nhà đi. Sau này á, đây chính là nhà của ngươi, có biết không? Tiểu thư. Tiểu thư, cô trở về rồi hả? Cô đi đâu vậy? Phu nhân rất lo cho cô đó. Tiểu thư à, con chó này là... là một con chó hoang. Con thấy nó rất tội nghiệp nên con dẫn nó về nhà. Sau này phải cho nó giữ nhà giùm chúng ta. Người có chịu không? Ngồi xuống. Biết nghe lời đó. Nó biết nghe đó. Đúng vậy. Chân của ngươi bị sao vậy? Cũng may ta từng theo người ta học vài chiêu, để coi có giúp được ngươi không nha. Được rồi. Tiểu thư à, chỉ là con chó mà cô cũng quan tâm vậy sao? Chó thì sao chứ. Bác có biết không, Hào Thiên Quyển của Nhị Lang Thần rất lợi hại. Hay là vậy đi, nếu có thể huấn luyện được nó, sau này giúp con giết tên Nhị Lang Thần. Phải, tốt đó, tốt. Để con đặt cho nó cái tên nha. Hả, có rồi. Hao Địa Quyển. Trời ơi, người ta Hao Thiên, cô Hao Địa, vậy rõ ràng là dưới cơ người ta rồi. Phải. Không thể ở dưới cơ. Vậy đặt cái tên gì cho hay đây? Có rồi, Nhị Lang Thần. Sau này Nhị Lang Thần chính là con chó nhà chúng ta. Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần. Ngươi nhìn cái gì vậy? Đi đi. Đi đi. Không nghe lời có phải không? Đá người đó tỉnh không? Đi mau. Có nghe lời không? Muốn ăn đòn hả? Đi mau. Ông chủ à, lồng đèn thì của ông làm rất tốt á. Cứ coi đi. Để tôi coi. Ta biết có thể là ta vẫn không gặp được Tam Thánh Mẫu, nhưng mà ta rất muốn đến thăm bà ấy. Dù sao đi nữa con của bà ấy cũng không bên cạnh ta, ta cũng phải làm tròn lòng hiếu thảo của con dâu chứ. Người nói có phải không? Nè, tới đây, tới đây. Nè, người chỉ là con chó thì hiểu được gì chứ. Nè, Nhị Lang Thần à, người có biết bây giờ ta rất nhớ huynh ấy không? Thật ra ta tới thăm Tam Thánh Mẫu cũng vì nhớ huynh ấy. Có ghé uống nước không vậy? Thôi khỏi đi đi. Vậy hả? Thôi đi. Nhìn lên. Còn xa lắm đó. Nè, vị đại gia này, họ đi cúng gì vậy? Cúng Tam Thánh Mẫu. Không phải không cho cúng sao? Qua Sơn chúng ta đã xuất hiện một Qua Sơn Nữ Yêu, phụng mệnh của Tam Thánh Mẫu, bắt ma trừ yêu, xua bệnh giải hạn khắp nơi. Thật sự ngàn thỉnh ngàn linh, dạng thỉnh dạng ứng. Qua Sơn Nữ Yêu còn chế phục Sơn Thần canh giữ Tam Thánh Mẫu. Cho nên bây giờ bá tánh Qua Sơn có thể thắp nhang cho Tam Thánh Mẫu ở dưới núi đó. Qua Sơn Nữ Yêu. Cổ tốt như vậy, tại sao gọi là nữ yêu chứ? Mọi người đều gọi cổ là Qua Sơn Nữ Thần đó. Cổ nói cổ không phải là thần, là yêu. Cổ thà là mọi người gọi cổ là Qua Sơn Nữ Yêu. Nè, những chuyện mà cổ làm á là phụng mệnh của Tam Thánh Mẫu làm đó. Thật đó. Nè. Hả? Ngươi lại tới đây làm gì? Tới gặp Tam Thánh Mẫu. Trời ơi, một cô nương đàng hoàng sao lại không biết xấu hổ chút nào. Nói hay vậy? Nhị Lang Thần, cắn hắn đi. Hào Thiên Quyển. Mời. Nè, Nhị Lang Thần, đi. Hai người hãy đóng cơ quan của tia sáng đó lại đi. Không đóng được. Không đóng được? Cơ quan này có linh tính. Chủ của nó đi vào thì nó sẽ không xuất hiện. Người ngoài muốn vào chúng tôi cũng không có cách. Nhị Lang Thần, đi. Nhị Lang Thần, người ở ngoài này đợi ta, không được đi xa nha. Cô là con họ Đinh. Cha con là Đinh Đại Thiện Nhân. Con là Đinh Hương. Đinh Hương, chuyện con và Trầm Hương là người lớn hai nhà làm không đúng. Hai nhà làm như vậy có thể sẽ khiến cho hai con khó xử. Dạ không có, con không khó xử. Trầm Hương cũng không khó xử. Trầm Hương nói như vậy sao? Trầm Hương nói sau khi cứu được bá mẫu ra ngoài thì sẽ nhờ người đến nhà con hỏi cưới. Chính miệng Trầm Hương nói với con như vậy à? Ừ. Trầm Hương còn nói trước đây Quynh ấy có lỗi với con. Lúc bấy giờ trong lòng Quynh ấy còn có một người, nhưng mà người đó đã làm Quynh ấy tổn thương. Quynh ấy nhất định sẽ quên người đó đi. Ba mẫu về Qua Sơn Nữ Yêu thương lắm sao? Phải. Con có thể gặp cổ không? Chuyện này ta cần phải hỏi ý kiến cổ. Dạ được, dạ được. Thật ra con từng gặp cổ một lần rồi, nhưng cổ bịt mặt lại con không thể nhìn rõ được. Đinh Hương, con có thể hứa với ta một chuyện được không? Chuyện gì vậy? Sau này đừng đến đây nữa, ở đây vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà con muốn thay Trầm Hương trọn lòng hiếu thảo. Con có tấm lòng này, ta cũng rất vui rồi. Trầm Hương, cô đã nghe rồi chứ? Nghe rồi. Tôi biết phải chọn lựa thế nào. Cô đi đi. Không, tôi phải đợi Trầm Hương đến. Cho dù tôi không thể ở bên cạnh Trầm Hương, tôi cũng hy vọng được chăm sóc bà giùm Quynh ấy, có thể giúp Quynh ấy cứu bà ra. Như vậy tôi mới an tâm rời khỏi đây, mới có thể an tâm để làm chuyện của mình. Cô chịu đựng được sự đau khổ này sao? Ta không biết làm sao để khuyên cô. Phải biết đôi khi con người sống là phải gánh chịu sự đau khổ. Sự đau khổ mà một người suốt đời phải gánh chịu nhiều hơn so với hạnh phúc mà đã nhận được. Con người rõ ràng biết đau khổ nhưng vẫn phải sống, bởi vì họ có trách nhiệm để sống. Trách nhiệm. Tôi hiểu rồi. Trước đây tôi luôn nghĩ, một khi mất Trầm Hương thì tôi sẽ sống không nổi, cũng không biết phải sống thế nào. Tôi nhất định phải tiếp tục sống, vì trách nhiệm của bản thân tôi. Có thể cô chưa thực sự tìm được trách nhiệm của bản thân mình. Trách nhiệm mà bây giờ cô cho là phải gánh vác cũng có thể là sự sai lầm. Có những chuyện cần phải suy nghĩ dài lâu thì mới có thể nhìn rõ được. Dù đúng hay sai, đó là trách nhiệm mà đời trước để lại cho tôi. Tôi nhất định phải gánh vác, mà chỉ có gánh vác mới là lý do khiến cho tôi tiếp tục sống. Vì trách nhiệm này, tôi có thể chịu đựng bất cứ mọi nỗi đau. Chiêu thức phải điêu luyện, phải như vậy mới được. Không đúng chỗ đến chừng đó sẽ không công kích được chỗ hiểm của kẻ thù. Như vậy nè. Cũng đã ná thôi mà. Sai một ly đi một dặm. Trong lúc mấu chốt này chỉ sai một tí thôi thì ngươi sẽ mất mạng đó. Tự luyện đi. Dạ. Sai một chút thì có thể lấy mạng người ta. Làm gì khoa trương vậy? Dù sao mình cũng nhớ các chiêu thức rồi. Rảnh rỗi tôi tự luyện. Còn đang ngủ. Hết cách dạy rồi. Còn chưa tới sao? Lắm nhảm xong còn chưa tới vậy? Lắm nhảm! Lắm nhảm! Lắm nhảm! Lắm nhảm! Lắm nhảm! Sao không giữ lời hứa? Đã nói là canh năm sẽ dậy mà. Con biết con đã ngủ hơi lâu một chút, chỉ ngủ quá một chút thôi, tại chưa dậy mà. Điều này đâu thể trách con. Vậy thì trách ta sao? Không phải, con sai rồi. Ngươi là ai? Cứ dựa vào đâu mà bắt ta sáng sớm đến đó đợi ngươi? Ngươi thật sự không hề coi trọng. Nếu ngươi coi trọng thì canh ba ngươi cũng sẽ dậy. Thôi bỏ đi, không đùa với ngươi nữa. Ta còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Lắm nhảm, con đến đây nhận lỗi với ông. Con ham ngủ. Con ngủ tới canh năm còn chưa chịu dậy. Lẽ ra là con sai. Con không thừa nhận. Con tìm lý do cho mình. Lắm nhảm, lần sau con không dậy nữa. Nếu con còn như vậy thì ông mãi mãi đừng gặp con được không?